Xin lỗi con học kém, chào bố mẹ, con đi. Kính thưa quý vị, chị Quy, mẹ của em NMGH, trú tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, lo lắng vì trái với bình thường, trời đã tối mà không thấy cậu con trai học lớp 6 về nhà. Nhưng điều khiến chị hoảng sợ đó là nhận được dòng tin của con trai: con xin lỗi bố mẹ, con học kém, con chào bố mẹ, con đi. Vụ việc này xảy ra ngày 22 tháng 4. Chữ đi ở đây đúng là quá đáng sợ, vì đã không ít đứa trẻ vì ám ảnh chuyện học tập, áp lực thứ hạng mà đã dại dột tìm đến những hành động tiêu cực. Câu chuyện về đứa bé nhảy lầu để lại thư tuyệt mệnh vẫn còn là nỗi đau chung của xã hội. Hình như người lớn của chúng ta ai cũng thấy mình có trách nhiệm sửa sai trong việc giáo dục con cái. Chị Quy nhớ lại đã có trách mắng con khi cháu học sa sút. Chị chia sẻ: vào chiều hôm qua, sau khi biết được con không đạt điểm cao, mẹ đã có trách mắng con mấy câu. Lúc ấy, tôi không hề nghĩ rằng điều này lại tác động đến con nhiều như thế. Tôi cũng mới biết thêm là cháu có nhắn tin với bạn bè về áp lực tâm lý. Đây chính là giọt nước tràn ly đối với một đứa trẻ đã chịu quá nhiều áp lực trong chuyện học hành. Chắc chắn cháu bé đã rất buồn vì việc học hành sa sút của mình đã khiến cho mẹ không hài lòng, nên đã quyết định nhắn một cái tin như vậy. May mà gia đình đã nhờ bạn bè, công an tìm ra cháu bé. Nhưng đây là bài học không chỉ cho chị Quy mà với tất cả mọi phụ huynh học sinh. Chúng ta đã và đang đẩy con cái chúng ta vào cuộc chạy đua thành tích của nhà trường, giáo viên và tham vọng ảo của phụ huynh. Nhất là có không ít phụ huynh ảo tưởng về tài năng học tập, thiên tài của con mình, thúc ép con cái học thật giỏi, nhiều điểm 10, đạt thành tích trong học tập, về trang điểm cho mình để khoe khoang với thiên hạ. Không mấy ai hiểu rằng những điểm số cao ở các lớp học đó không phải là tất cả, không nói lên được khả năng thiên tài của học sinh. Đa số con người ta khả năng như nhau, người xuất chúng hiếm lắm, muôn người chỉ có một. Và những người khi đi học điểm số cũng rất bình thường, có khi còn là học sinh kém. Hãy để cho học sinh ở lứa tuổi tiểu học, trung học cơ sở sống đúng với lứa tuổi của mình. Đó là các em học mà chơi, vui để học, không có bất kỳ áp lực tâm lý nào, không có những cuộc chạy đua thành tích điểm số nào, để không còn xuất hiện những dòng tin: xin lỗi con học kém, chào bố mẹ, con đi. Hơn 1.500 tài xế chen lấn lấy phiếu hẹn đăng kiểm. Kính thưa quý vị, không thể đăng ký qua app, trong khi các trung tâm quá tải, nhiều tài xế có xe hết hạn đăng kiểm phải chen lấn, chờ từ rạng sáng để lấy phiếu hẹn. Nhiều tài xế đến tập trung trước trung tâm 5005V ở phường An Phú Đông, quận 12, chờ lấy phiếu hẹn đăng kiểm xe. Trước giờ mở cửa, hơn 1.500 người, có cả phụ nữ đã chen kín đặc lối vào của trung tâm. Họ chen lấn nhau đứng gần trước cửa cuốn của cơ sở này, cố lấy giấy hẹn trước tạo khung cảnh hỗn loạn. Đến 7 giờ, khi trung tâm mở cửa, tài xế tràn vào bên trong, đứng phủ kín 3 dây chuyền, khiến lực lượng bảo vệ phải vất vả giữ trật tự. Nhiều người hò hét, phản ứng vì mệt mỏi do chờ đợi quá lâu. Lực lượng chức năng sau đó yêu cầu người dân xếp hai hàng dài cạnh hố kiểm xe gầm trong trung tâm để phát giấy hẹn. Hai cảnh sát giao thông kê bàn ở mỗi đầu bàn, lần lượt ghi phiếu hẹn cho từng người. Đến trung tâm này từ 2 giờ, anh Nguyễn Văn Trung, 33 tuổi, cho biết xe tải hết hạn đăng kiểm từ ngày 11 tháng 4 nhưng không thể đăng ký qua app và đã đi nhiều nơi từ Bình Dương, Đồng Nai đến miền Tây cũng không xét xe, nên được khi biết trung tâm này phát phiếu anh đã đến từ sáng. Bất đắc dĩ tôi mới phải chen lấn để lấy cho được phiếu hẹn, chờ suốt 8 giờ liền cũng rất mệt mỏi nhưng không còn cách nào khác. Cầm tấm phiếu hẹn đăng kiểm cho xe khách 45 chỗ vào giữa tháng 5, ông Minh Vương, 52 tuổi, tỏ ra vui mừng sau hơn 2 tuần đi nhiều nơi mới có lịch xét xe. Ô tô phải đăng kiểm 6 tháng một lần, trong khi tình trạng quá tải chưa hạ nhiệt. Trước khi lấy được phiếu hẹn, ông đã thử lái xe về miền Tây nhưng không thành công, trong khi đăng ký qua app thì phải đến tháng 7 mới có lịch. Lý giải tình trạng hỗn loạn, ông Chu Đình Hiệp, Phó Giám đốc Trung tâm 5005V cho biết, hơn nửa tháng, đơn vị mới phát phiếu hẹn trở lại nên người dân đổ về rất đông, trong khi trung tâm chỉ có vài bảo vệ, không thể giữ trật tự. Nhiều tài xế tự đứng ra hô hào, nộp sổ không làm theo hướng dẫn nên mất trật tự. Hôm nay, trung tâm chỉ phát khoảng 1.300 phiếu hẹn cho 20 ngày làm việc sắp tới do chỉ có 2 dây chuyền và 6 đăng kiểm viên. Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 5004V, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức cho biết, đơn vị phải ngưng cấp phiếu để tránh người dân tập trung đông, ảnh hưởng dây chuyền hoạt động.
Nhiều ngày qua, trung tâm cũng có rất đông tài xế đến xếp hàng lấy phiếu hẹn đến hết tháng 6. Ông Hải dự tính sẽ thuê đất hoặc nhờ trụ sở của dịch vụ công ích cho tài xế xếp hàng lấy phiếu đợt mới vào ngày 1 tháng 6. Đây là lúc cao điểm nhất của ùn tắc đăng kiểm. Trung tâm đã hoạt động hết công suất nhưng không thể đáp ứng nhu cầu quá lớn. Tình trạng tài xế phải chờ đợi nhiều ngày khi đưa xe đi kiểm tra diễn ra trên cả nước suốt 5 tháng qua, sau khi ngành đăng kiểm bị phát hiện sai phạm có hệ thống. Đến nay, hơn 80 trung tâm bị công an khám xét, gần 500 người bị khởi tố. Là trung tâm kinh tế, mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh có ít nhất 3.000 ô tô đến hạn đăng kiểm, song năng lực chỉ đáp ứng hơn 30%, nên lượng xe dồn rất lớn. Cơ quan chức năng dự báo, tháng 4 là thời điểm thành phố có lượng ô tô đến hạn đăng kiểm cao nhất trong năm, với gần 90.000 chiếc. Để hạn chế ùn tắc, hơn một tháng qua, nhiều trung tâm đăng kiểm các tỉnh phía Nam được tăng cường lực lượng từ đơn vị khác. Gần 30 cảnh sát giao thông và chiến sĩ quân đội được huy động chi viện cho 13 trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy vậy, việc bổ sung nhân lực vẫn chưa thể lấp khoảng trống thiếu đăng kiểm viên. Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện các trung tâm đăng kiểm buộc phải đăng ký qua app, còn phát phiếu hẹn dễ dẫn tới tình trạng tập trung đông người. Đăng ký qua app phải chờ đến tháng 6, tháng 7. Nhiều tài xế xe sốt ruột do xe hết hạn từ lâu nên tập trung ở đơn vị phát phiếu hẹn. Theo ông An, đến nay, thành phố ghi nhận 15 trên 19 trung tâm hoạt động nhưng năng suất thực tế rất thấp do mỗi cơ sở chỉ có 1 đến 2 dây chuyền, tức là 31 trên 59 dây chuyền vận hành. Ngoài ra, nhân viên phải thường xuyên làm việc với công an, ảnh hưởng tâm lý. Sở đang đề xuất sớm mở thêm dây chuyền để giảm tải, tạo điều kiện cho người dân đi đăng kiểm xe. Tiến sĩ dạy làm giàu bị phạt chung thân. Kính thưa quý vị, Phạm Thanh Hải bị phạt chung thân do vẽ dự án, kêu gọi đầu tư, lừa đảo hơn 570 tỷ đồng sau gần 4 năm vụ án phải điều tra lại. Bản án được Tòa án Nhân dân Hà Nội công bố chiều nay sau 7 ngày xét xử, nghị án. Ông Phạm Thanh Hải, 57 tuổi, cựu chủ tịch công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế IDT, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ Luật Hình sự 1999. Hội đồng xét xử đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu an ninh trật tự, số lượng bị hại lớn, nhiều người lâm cảnh khó khăn, kiệt quệ kinh tế, gây hoang mang, bất bình cho xã hội. Bản án xác định, ông Hải đưa thông tin gian dối về các dự án thực tế chưa hoạt động để kêu gọi hàng nghìn người góp tiền kinh doanh đầu tư. Do tin tưởng, các bị hại đã nộp hơn 2.700 tỷ đồng. Song thực tế, bị cáo chỉ sử dụng 99 tỷ đồng vào đầu tư cho các công ty khác, đến nay chưa sinh lời. Phần lớn, số tiền được ông Hải sử dụng cắt lãi ngay khi bị hại ký hợp đồng, chi tiêu cá nhân, cho vay và gửi ngân hàng. Trong 574 bị hại, 31 người không yêu cầu bồi thường dân sự. Do đó, hội đồng xét xử tuyên ông Hải chỉ khắc phục dân sự cho 543 người còn lại, tổng hơn 572 tỷ đồng. Với các khoản ông Hải cho vay trong giai đoạn xảy ra vụ án, tháng 10 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, thực chất là tiền các bị hại nộp, được xác định là vật chứng vụ án. Hội đồng xét xử tuyên buộc các cá nhân và công ty liên quan trả lại để đảm bảo thi hành án. Trong những ngày xét xử, ông Hải khẳng định không lừa đảo, dự án có thật và đều có khả năng sinh lãi lớn, song vì mạo hiểm, rủi ro cao, ông luôn cảnh báo các nhà đầu tư. Tự bào chữa trong 40 phút, ông phủ nhận đã chèo kéo, xúi dục hứa hẹn nhà đầu tư, không báo cho nhà đầu tư việc sử dụng tiền thế nào do hợp đồng không có điều khoản nào yêu cầu làm vậy. 87 trong 576 bị hại có mặt tại tòa theo ủy quyền của những người còn lại khi được trình bày quan điểm đã chia hai luồng ý kiến, muốn đòi lại tiền hoặc xin tự dàn xếp với bị cáo do tin tưởng tuyệt đối ông Hải. Tháng 5 năm 2018, ông Hải bị cấp sơ thẩm tuyên tù chung thân. Tòa phúc thẩm một năm sau tuyên hủy án, điều tra lại số bị hại và thiệt hại, xác minh đồng phạm. Hôm nay, sau 4 năm, bản án sơ thẩm lần 2 vẫn xác định ông Hải là bị cáo duy nhất. Ông thành lập và làm chủ tịch hội đồng quản trị IDT từ năm 2007, hoạt động nhiều lĩnh vực song không hiệu quả. Một năm sau, ông Hải lập website họclamgiàu.vn, tổ chức hội thảo dạy làm giàu. Trong các buổi học, ông giới thiệu là tiến sĩ, nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Liên Xô.
Ông quảng bá, IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây công nghiệp tỷ đô Macca, có siêu dự án. Ai góp vốn sẽ được trả lãi suất 40-50% trên năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền. Nhà chức trách cáo buộc, hợp đồng đều sử dụng con dấu của IDT, song thực chất là góp vốn cho cá nhân ông Hải. Việc sử dụng số tiền này ra sao, ông không cho nhà đầu tư biết. Ông Hải được xác định chỉ dùng 99 tỷ đồng trong hơn 2.700 tỷ đồng huy động được, tức 3,6%, để góp vào 9 dự án chưa có lợi nhuận, hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao. Ông Hải mất hoàn toàn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư này, tổng hơn 576 tỷ đồng. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.